Năm 2024 là năm đánh dấu chặng đường 20 năm triển khai thực hiện quyết định 178 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát triển đảo Phú Quốc. Đây được xem là kim chỉ nam với vai trò mở đường, định hướng đối với địa phương. Từ một hòn đảo hoang sơ, điều kiện đi lại khó khăn, thì Phú Quốc nay đã trở thành đảo ngọc đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Khu vực Nam đảo Phú Quốc từng là một nơi heo hút. Đến nay, nơi đây đã trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí hàng đầu tại Việt Nam. Gần 50 công trình mang đẳng cấp quốc tế được xây dựng. Nhiều dự án kế hoạch mới vẫn tiếp tục được triển khai. Sắp tới sẽ đưa những cái show diễn của thế giới về với Phú Quốc. Một cách đấy chúng tôi tạo ra một sự giao thoa về văn hóa, tạo ra một điểm đến hết sức là độc đáo. Và đó là một cách để đưa Việt Nam ra với thế giới và thế giới về với Việt Nam. Từ con số 0 đến năm 2023, Phú Quốc đã thu hút 321 dự án với tổng số vốn đầu tư trên 412.000 tỷ đồng, chiếm 42,8% tổng số dự án trong toàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thành phố Phú Quốc thì ngày càng tăng. Nếu như năm 2004 là 310 tỷ đồng thì sang năm 2023, con số này là hơn 21.600 tỷ đồng, tức là tăng gần 64 lần. Mục tiêu cuối cùng vẫn là làm cho Phú Quốc phát triển nhanh và bền vững. Nó thể hiện ở các vấn đề như sau. Thì là phát triển Phú Quốc gắn liền với đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ cảnh quan môi trường Phú Quốc. Cái thứ hai là từng bước xây dựng phát triển kinh tế Phú Quốc. Từ một quyết sách đúng đắn, Phú Quốc giờ đã là đảo ngọc. Đến năm 2023, Phú Quốc đã có 4.404 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 142.000 tỷ đồng, tăng gấp 17 lần về số lượng và tăng hơn 383 lần số vốn đăng ký so với năm 2004. Đây có thể nói là một cái định hướng rất là đúng đắn, rất là kịp thời cho Phú Quốc, cho Kiên Giang. Và cũng chính từ đây, thành phố Phú Quốc cũng như tỉnh Kiên Giang tập trung đầu tư và xem cái dịch vụ du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Phú Quốc. 20 năm vừa qua là một chặng đường đầy kỳ diệu của Phú Quốc. Điều này đã chứng minh sự đúng đắn và kịp thời của Thủ tướng Chính phủ khi triển khai quyết định 178, tạo cú hích cho đảo ngọc ngày càng dương xa.